Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 31 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã tạm giữ Huỳnh Văn Lệ, sinh năm 1958, đăng ký thường trú tại ấp Nam Cam, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, để điều tra làm rõ hành vi giết người, theo lời khai ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 30 tháng 7, sau khi nhậu xong, Huỳnh Văn Lệ nhớ lại chuyện vào khoảng 8 tháng trước đã bị hai người con ruột cùng con dâu và con rể đến tròi giữa tôm của ông Lệ tại xã Lai Hòa đánh ghen. Bởi ông Lệ có quan hệ yêu đương và sống với một người phụ nữ khác tại tròi. Tức giận chuyện cũ, nên ông Lệ lấy hung khí sắc nhọn đi từ tròi tôm về nhà của mình, tìm con ruột là HVA, sinh năm 1979, và con dâu là VTH, sinh năm 1978, để xử lý cho hạ cơn giận. Khi vào nhà phát hiện chị VTH từ bên ngoài đi vào nhà, ông Lệ liền cầm hung khí tấn công vào vùng cổ khiến chị H tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó thì bị công an bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 31 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thành phố Nha Trang đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Hồ Liêu Châu, 29 tuổi, trụ xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Châu là người phóng hỏa gây ra 3 vụ cháy tại địa phương này. Tại cơ quan công an Châu Khai, bản thân buồn chuyện gia đình, cãi nhau với bố mẹ, trước khi phóng hỏa đốt nhiều nơi ở thành phố Nha Trang, Châu đã sử dụng chất cấm. Khi cơ quan chức năng vây bắt, nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá. Công an thành phố Nha Trang đã test nhanh, kết quả cho thấy Hồ Lưu Châu dương tính với chất nghiện. Theo điều tra, Châu nghiện ngập và bị địa phương lập hồ sơ quản lý, anh ta có tiền án về tội đánh bạc. Trước đó, đầu giờ chiều ngày 30 tháng 7, Châu đi xe máy mang can nhựa chứa xăng đến cây xăng dầu Petrolimex số 2, phường Phương Sải, thành phố Nha Trang, đổ ra sàn bê tông của cửa hàng này rồi châm lửa đốt. Phát hiện vụ việc, nhân viên cây xăng nhanh chóng dùng bình chữa cháy, dập tắt đám cháy. Ngọn lửa bùng phát dữ dội ở cửa hàng xăng dầu, gây bỏng hai chân của Châu. Khi bị bắt giữ, lực lượng công an đã đưa nam thanh niên gây ra vụ việc đến bệnh viện để băng bó trước khi phóng hỏa cây xăng châu còn đốt ném hai chai xăng vào nhà dân và biển quảng cáo trên đường làm hư hỏng nhiều đồ vật có giá trị